Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Y Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 trong tuần lễ 27 mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 10 từ câu 38 tới 42 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời người. Martha bận rộn thưa người rằng: lại thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, khi nghe qua đoạn tin mừng hôm nay, có lẽ mỗi người chúng ta đều có một ước muốn là mình trở thành là ngôi làng Betania, là nhà của Maria và Martha, nơi mà Chúa Giêsu cảm thấy đó là nhà của người. Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu nghe và hoạt động trên phương diện thiêng liêng. Nhu cầu nghe lời Thiên Chúa và nhu cầu hoạt động để phục vụ Chúa Kitô là một điều rất cần thiết. Bài tin mừng hôm nay trình thuật lại cho chúng ta một cuộc tiếp đãi đối với Chúa Giêsu mà gia đình Martha, Maria đã thực hiện. Và nơi đây Chúa Giêsu nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của hai chị em. Nếu Martha thể hiện lòng kính trọng và yêu mến Chúa Giêsu qua việc nấu ăn, thì Maria cùng một lòng kính trọng và tình yêu mến Đức Giêsu như Martha. Nhưng Maria thì thể hiện cách khác là lắng nghe lời Chúa. Hai công việc đều phát xuất từ lòng mến và được khởi đi từ sự kính trọng. Thưa các bạn, hai thái độ đều tốt cả. Một bề ngoài, một bề trong. Nhưng giá trị thì lại khác nhau. Hôm nay Chúa Giêsu khen và nói với Maria rằng cô đã chọn phần tốt nhất. Thật vậy thưa các bạn, lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành phải là điều quan trọng nhất. Bởi vì mọi sự sẽ qua đi nhưng lời Chúa vẫn luôn tồn tại. Trong bữa thiết đãi này, Chúa Giêsu đã nói rằng Maria đã chọn phần tốt nhất. Thưa các bạn, phần tốt nhất có phải là một đặc ân không? Không phải thế. Phần tốt nhất là điều quan trọng nhất. Hoạt động sẽ ra vô ích nếu người ta không dành thời gian để lắng nghe lời Chúa, tĩnh tâm và cầu nguyện. Thật vậy, Maria đã lựa chọn điều tốt nhất là được ở bên Chúa Giêsu, nghe lời Ngài giảng dạy và lo lắng đến những gì thuộc về Ngài. Trong thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Thánh Corinto chương 7 câu 32. Maria đã chọn cho mình phần phúc nước trời, bởi lẽ Chúa Giêsu chỉ là nội dung của tin mừng, là hiện thân của nước vĩnh cửu. Nghe được lời Chúa nói với mình và đem ra thực hành thì được ví như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập đến nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá, theo tin mừng Thánh Matthew chương 7 câu 25. Thưa các bạn, như là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta mang trong mình sứ mạng lo cho các việc trần thế và bên cạnh đó cùng có một bổn phận phúc của âm hóa thế giới ngày hôm nay. Toàn thể các hoạt động trần thế và thiêng liêng của người đó có kết quả trong mức độ người đó biết lắng nghe lời Chúa hay không. Nhưng thưa các bạn, thường thì sự ham thích hoạt động hay làm nhiều công việc quá lớn làm cho người ta bị cám dỗ cắt xén thời giờ cầu nguyện, học hỏi. Khi có sự xung đột giữa hoạt động và cầu nguyện,
thì phúc âm đã dạy chúng ta phải chọn con đường nào. Các hoạt động tông đồ không có quyền ăn lấn thời gian cầu nguyện, không có cầu nguyện hoạt động sẽ chẳng ra gì. Con người của chúng ta thường bị cám dỗ coi việc cầu nguyện là mất giờ, coi việc đọc và suy niệm phúc âm chẳng đem lại ích lợi gì cho cuộc sống. Hai chị em Martha và Maria nhắc nhở cho mỗi người tín hữu chúng ta thuộc tất cả mọi thời đại cần phải luôn có hai thái độ: chiêm niệm và hoạt động. Hai thái độ này luôn bổ túc cho nhau để tiếp nhận nước Chúa được hiện diện nơi chính Đức Giêsu Kitô. Không phải chỉ cầu nguyện chiêm niệm không mà thôi, cũng không phải chỉ có hoạt động vì hoạt động, nhưng chiêm niệm và hoạt động phải là hai chiều kích hòa hợp với nhau của cùng một sứ vụ. Đây là hai yếu tố không thể nào thiếu vắng của việc bước theo Chúa Giêsu. Là một sai lầm lớn nếu chúng ta muốn căn tân xã hội, gia đình, xứ sở của chúng ta mà không cần cầu nguyện, nghĩa là không cần lắng nghe lời Chúa, không đối thoại với Ngài. Để hoạt động của chúng ta có thể trở sinh hoa trái, người môn đệ của Chúa Giêsu cần phải biết dành thời gian im lặng để lắng nghe lời Chúa và đối thoại với Ngài. Nằm trong ý nghĩa này, chiêm niệm là phần tốt hơn mà Maria đã chọn, nhưng không phải là phần tách rời ra khỏi việc làm. Đức tin của chúng ta phải là đức tin có sức tác động qua đức bác ái. Đằng khác, cầu nguyện không làm cho người môn đệ xa lạ với công việc và những vấn đề của con người, nhưng ngược lại, cầu nguyện làm cho người đó được thêm sức mạnh để hoạt động biến đổi xã hội, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh và con người được hạnh phúc. Lạy Chúa, cả hai thái độ của Martha và Maria đều hết sức cần thiết cho cuộc sống đức tin của chúng con trong thời đại ngày hôm nay. Xin cho mỗi người chúng con vừa là Maria và cũng vừa là Martha, để chúng con luôn xứng đáng là chứng nhân đích thực của Chúa giữa dòng đời hôm nay. Chào tạm biệt và chúc các bạn có thêm được một ngày mới để tràn đầy an vui. Oh.